Các bạn là xin biết là hôm nay là game mới ra hành động là cái cơ nhập free này các bạn ơi. Đó chính là hành động lắc lư cái đầu. Úi giời ơi, nghe tên trông kiểu bay lắc phết nhở. Ok luôn, thì hôm nay là mình sẽ làm video dùng hành động lắc lư cái đầu này và xong thì vào game để cạp hiện team địch nha các bạn ơi. Kiểu mình sẽ giết team địch này, tanh bo này, xong mình sẽ dùng hành động để như là trêu team địch nha các bạn. Ok luôn, đây, hành động lắc lư cái đầu. Úi giời ơi, hành động bay lắc. Ok, thì bây giờ là mình sẽ vào trận luôn nha các bạn ơi. Cứ mỗi khi game ra hành động cạc hiện thì mình lại muốn đi cạc hiện các bạn ơi. Hành động là kiểu như là mang tính chất cạc hiện ấy, thì mình sẽ đem vào game để mình sẽ đi tanh bo xong thì thắng team địch xong mình sẽ cạc hiện hành động nhá. Ok luôn nhá. Thì ở ra đầu gặp mắt thất đồng hồ này thì tiếp tục chinh phục cạc hiện nha các bạn ơi. Này này, vỡ đầu luôn. Và mình sẽ ăn về kill đã nha, xong mình sẽ xuống hầm để tanh bo nha các bạn ơi. Đó, mình kiểu như bắn thắng đi đã rồi cạc hiện sau nha các bạn ơi, chứ không cạc hiện trước mặt team địch đâu. Đây đây đây, đó, cho team địch xem TV rồi mình sẽ cạc hiện nha các bạn. Đã, trời ơi. Hành động này nó kiểu như là la cái đầu thì các bạn ơi, có gì thì mình sẽ dùng nha. Ok luôn, và hiện tại là chỉ còn mỗi một đứa thì các bạn ơi, thì bây giờ là mình sẽ xuống tanh bo nha. Úi giời ơi, trời ơi, kiểu như là hành động cà khịa mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Sau một phút mình gây nãy giờ thì mình không thể thanh niên còn lại cái đầu xuống đây các bạn ơi. Thế nên là mình sẽ chuẩn bị tanh bo nha. Bo sắp vào không xuống thì bao giờ mình xuống đây thanh niên kia, trời ơi. Đồ ngu. Ok, thì bây giờ là cái cây của team địch đấy các bạn ơi. Mình sẽ tanh bo nha, trời ơi. Không xuống cạnh mình á thì chỉ có thua thôi. Mà nếu nó xuống cạnh mình á thì mình sẽ leo lên bên trên đi các bạn ơi. Kiểu như là bo chưa vào ấy thì mình sẽ vội lên bên trên luôn. Và đó, đánh lừa team địch các bạn, nhưng mà nó không làm vậy ấy. Trời ơi, nó xuống hầm tìm mình xem. Sao mà đó được. Tầm này không tìm được đâu. Bo sẽ vào đâu đây? Bo để đặt một xí giấm nào để con ca khịa cho nó mướt mượt mượt nào. Úi giời ơi, bo được luôn. Ok, nói chung là bo này tanh bo vẫn còn ok các bạn ơi. Và hiện tại là mình đang có 10 máu đấy các bạn. Trời ơi, thế là còn sợ gì nữa. Sợ nghiện lắm. Đó, với cả mong bạn Quân hay là bạn yêu Khánh đẹp dai kia mang cái kỹ năng unlock để bật unlock cho mình ấy, để kiểu chơi bờ nhất có thể các bạn ơi. Thì chẳng nghĩ là không đâu. Ok, tanh bo thôi nào. Đó, cà khịa hành động lắc đầu mà mình cảm thấy là lắc đầu chỉ là một phần thôi mà. Nó lắc đít nữa mà nhỉ các bạn ơi. Ừ, lắc mông nữa mà. Ok, tanh bo thôi nào. Úi giời ơi, từ đã nha, mình sẽ tanh bo thẳng đã với cà khịa hành động nha các bạn ơi. Đó, cho tiêu điều cay cừu luôn nha các bạn. Cay chứ, cay chứ. Cay vậy. Đó, lắc đi cả lắc đầu nè. Cách về rao ra với tanh bo không sao nha, nhưng mà ra với tanh bo liên tục lại thì mình nghĩ là tiêu điều rất là cay đấy các bạn ơi. Nếu như mà ra mình tanh bo thẳng thì chắc chắn là tiêu điều rất là cay rồi các bạn. Trời ơi, tanh bo liên tục lại thì rất là kiểu cay luôn, nói chung là cay nha các bạn ơi. Cay luôn luôn, cay mãi cay luôn. Đó là nếu mà mình thắng thì các bạn ơi, còn mình thua thì mình có biết. Ừ. Mong là mình sẽ thắng được cái round này. Trời ơi, mình đang kiểu như là đợi thính thì mình là xuống cấp với các bạn ơi, nhưng mà mình nghĩ là thôi đi. Ok, mình sẽ lên đi nha các bạn. Có gì nhiều bạn kia bạn đặt bạn mang theo cho mang máu đi cho mình nhá. Chứ bây giờ cứ đợi máu xuống cấp tí là chết đấy các bạn ơi. Đó là cả mình đấy. Thế là leo lên lóc vội nhanh nhanh nha. Ok luôn rồi. Không biết là lên được không nhở? Hay là cái được không? Ok, không được rồi. Trời ơi, vãi. Nhìn kiểu cảm giác được lại không được để các bạn ơi. Trời ơi. Ảo thật đấy. Trời ơi, vãi. Kìa, đấy bên ngay mà mình không lên là mình bị cản ngay. Đó, may là mình lên đấy các bạn. Rồi, thì nói chung là mình sẽ ngồi trên này để đợi tanh bo nha. Và hành động thì tính nữa mình sẽ dùng sau nhé các bạn ơi. Tầm này chỉ cần đợi bo vào đã. À, có đứa đấy các bạn ơi. Này này, ốc kia vãi, hai viên rồi này. Và không trúng đầu, nhờ trúng đầu là nó chết rồi đấy các bạn ơi. Trời ơi, hai viên như vậy hơi yếu. Một tí nữa thôi là nó chết rồi. Một viên nữa thôi là nó chết rồi đấy các bạn. Nhưng mà không có đâu. Khó trúng lắm ấy. Đây đây, này này, tại chỉ 5 máu nhờ, té không vào đầu nhờ. Trời ơi, vừa đầu ấy. Này này, ok luôn. Hở đầu là chết luôn. John Wick nghe tên quen quen nhờ. Nhật tên bộ phim nào ấy các bạn ơi. Ừ. Ok. Nào cứ giỏi chưa đâu. À đây đây. À, chạy đâu bạn ơi. À đi đi. Này này, đừng nói làm gì vậy trời. Không để đường đạn đằng sau à trời. Ok luôn, bây giờ đứa ấy cả khi hành động nha. Không biết đứa nhìn thấy mình không nhở. Nghĩ là có đấy. Ok, cay chứ, cay chứ. Lắc mông luôn. Đó, chổng mông về đằng sau. Không biết là có nhìn nữa không nhở. Trời ơi, chắc không nhìn nữa đâu nhỉ các bạn ơi. Ừ, nó quay đằng khác rồi mà các bạn. Trời ơi, không sao, mình vẫn cứ cạc kiện nha các bạn ơi. Nó chết bố rồi. Ok, bo vào đâu đây nào. Chuẩn bị tanh bo tay đảo. Và nếu như các bạn thích video của mình, đừng quên cho mình xin một like để kênh. Và đừng quên bấm chuông đăng ký để nhớ thông tin video nha. Đừng xem chùa nha các bạn ơi. Và mình thấy đây các bạn không like video cho mình ấy. Trời ơi, các bấm like giúp video của mình lên được 2000 like nhé các bạn, rất là cảm ơn các bạn ấy. Các bạn đừng có xem chùa nha. Giờ đây video của mình không đủ như này các bạn ơi. Kiểu như là các bạn đi học ấy, xong rồi các bạn kiểu như là xem video quên like các bạn. Trời ơi, phải nhớ ở like đó nha.
nhớ like video cho mình nhá. Trời ơi, like này, đăng ký kênh này, với cả là các bạn có thử thách gì mình làm trong các video theo đừng quên comment cho mình biết nha. Và mình sẽ thử trong các video theo nha các bạn ơi. Và mình sẽ thật tim hết từ comment của các bạn nhá. Ok luôn. Đó, nói chung là đừng xem chừa nha các bạn ơi, phải like là ok luôn, thẳng chưa nào. Ok, các hành động lắc đít, tức là lắc đầu mà mình cứ gọi lắc đít nhờ. Đéo hiểu kiểu gì. Mình bị đam mê leo trèo với đam mê với độ cao với các bạn ơi. Từ đây bây giờ mình sẽ lên đây nha. Ok, mình sẽ nhờ bạn Riot kia, bạn đi theo mình để cho mình keo nhá. Với giờ bảo keo không đủ đâu các bạn ơi. Đó, ok, lên đây thôi nào. Cố lên Riot ơi, cho anh keo nha. Được. Rồi, lên cho anh keo nào. Ok, cố lên, anh này được mà, đơn giản mà. Quá, cái này lên được mà. Không phải là cao quá đâu, vẫn lên tốt luôn ý. Cố lên em ơi, cho anh keo nha. Ôi ôi, cố lên, đấy, trời ơi, không gì là không thể các bạn, là ok. Ở kia đâu, từ, nó bị dưới, dưới xuống kia rồi, từ, xuống nha. Đây, ok, kèo các bạn ơi, ok, lên xuống này các bạn ơi, đam mê độ cao mà, ok. Ơi, mình là không được các bạn ơi, mình tưởng là được chứ trời. Không hiểu luôn á. Kiểu như là, từng đặt một phép ăn luôn, mình sẽ bấm nhảy luôn với các bạn ơi, nhưng mà lại không được, không sao, nói chung là vẫn kịp. Tiêu điểm vẫn chưa qua đấy các bạn ơi, nó kiểu rén nhờ, ừ thua Erao tanh boy đẳng cấp như thế chả rén. Với mình các khi anh đậu cho như thế chả sợ. Sợ chứ, hay là thấy buồn cười nhờ, ừ anh đậu ấy cũng buồn cười mà các bạn ơi. Này ngủ đấy là gì vậy trời, đó, ôi rồi. Này kìa, khó nhờ, mình đã kiểu cũng sợ ấy, mình sợ là mình ngó đầu ra là bắn vỡ đầu mình các bạn ơi. Tuần này mình vỡ đầu không phải cứu được mình đâu, bởi vì là mình ở trên cao mà. Trên cao chết là chết luôn thì các bạn ơi, thế nên là phải cẩn thận nhá. Rồi, nào. Trốn sau ô tô máy nhờ, này thì trốn à trời. Còn một đứa. Rồi. Ấy rồi nó giết team mình nè. Ok, đợi anh trả thù cho yên tâm đây. Đây. Này, dám bắn team tao à. Ok chưa? Ok. Lắc đít trên cao. Mình và team của mình sẽ cuồng thắng luôn round này nha các bạn ơi, không nhường team địch đâu. Mình sẽ thắng luôn 4-0 cho trọn vẹn nha các bạn. Ok luôn, lên đây thôi này các bạn ơi. Vừa cả khi hành động vừa thắng luôn 4-0 này thì mình nhận thấy được rất là cay đấy các bạn đó. Nói chung là video này miêu tả một từ cay dành cho team địch các bạn ơi. Ừ. Đó, mình đang mình leo trèo, mình lên đây mình bắn rất là dễ các bạn ơi. Kiểu như là địch nó sẽ không lường trước được mình lên đây các bạn ạ. Ôi trời ơi. Kiểu như là chơi trăm trận thì gặp một trận gặp mình thì kiểu như là mỗi mình leo thì các bạn ơi, có chạy leo lên kẻ mé nhà như mình đâu các bạn, rất ít người leo luôn đó, kiểu mỗi mình đam mê leo đây các bạn ơi. Mình kiểu như là chơi game đam mê leo lóc lại đam mê leo trèo mà các bạn, thế nên là rất hiếm người leo như mình các bạn. Bạn mình tin rồi đó, ok luôn. Nhưng mà kiểu ở đứa kia là cứ bắn mình đang nghĩ nhở, mình kiểu không biết bạn nó kiểu gì các bạn ơi, bắn mé cùng chúng nó luôn ấy. Nó bắn ở sau cái hàng rào kia mà mình không bắn được nó nhở. Ừ, nó đứng sau hàng rào nó bắn kiểu gì vậy trời. Úi giời ơi, ủa sao bắn được vậy, ủa sao nó bắn được mình nữa kia, ảo vai nó được mình đấy các bạn ơi. Úi giời ơi, nó làm trò gì bắn được mình nhở, rõ ra là đứng sau hàng rào mà. Ốc kia, ủa phá được là các bạn ơi, cái gì đấy, ủa ảo thế. Úi giời ơi, gì vậy trời, chứ cả ba người bên team mình này các bạn ơi, mà trong khi đó nhá, mình cảm thấy là mình đang ở góc khuất rồi mà các bạn ơi, là sẽ đoán được mình nhở, ảo thế nhở. À từ từ mà cơ nô lên cả là qua đi móc để biết ngay mà. Không sao, mình còn máu siêu cấp rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình đã không hiểu tại sao cái thanh niên kia là bắn được các bạn ơi, rõ ràng là đừng kiểu góc khuất như thế hay là xuyên tường thì các bạn ơi, mà mình không bắn được nó nhở, ảo vãi. Này ok luôn, nhường hả. Rồi 3 kill các bạn ơi, còn kill cuối mình sẽ qua là kill luôn nha. À đây này nữa kia, trời ơi chưa kịp bắn đã đổ súng rồi. Đứng lại. Ok, cho cái lũ đại nó chết luôn nha các bạn ơi. Ok, nào đừng chạy. Đừng chạy bạn ơi, đừng chạy. Quá là kill của mình mà, đừng chạy chứ. Trời ơi, sợ nhưng mà để cho mình ăn kill chứ sợ ra bắt đầu hàng. Trời ơi. Ok, là chung là mình đã cả hành động trận này rất là thành công với các bạn ơi. Mình nghĩ là tiêu được rất là cay cú luôn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ dừng video nha. Và nếu đâu mình cho xin một like kênh nhá. Và đừng quên một chút đăng ký để nhớ thâm tâm video các bạn. Bây giờ thì hẹn gặp lại các video theo nha. Bye bye. 179 sao rồi.